Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chiều nay 21 tháng 1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Cùng đi có đồng chí Tô Quang Thu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số tướng lĩnh đại diện Bộ Quốc phòng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác những kết quả nổi bật của tỉnh Ninh Bình trong năm 2017. Đó là kinh tế phát triển khá toàn diện, sản xuất công nghiệp tăng mạnh, sản xuất nông nghiệp giữ vững độ tăng trưởng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các đảng bộ, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương thành tích mà đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong những năm vừa qua. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được nhiều thành tích trong năm tới. Theo kế hoạch, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác sẽ dự hội nghị kiểm điểm phê và tự phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vào ngày 22 và 23 tháng 1.